Chính phủ đã đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để người lao động được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, song không áp dụng với nhóm nghỉ hưu trước tuổi, nhóm này vẫn phải đóng đủ từ 20 năm mới có lương hưu. Theo đó, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng. Việc giảm năm đóng thì lao động nữ có lợi hơn khi tính mức lương hưu Do tỷ lệ hưởng lương hưu khi đóng đủ 15 năm là 45% trong khi giới nam giới là 33,75%. Theo quy định nêu trên, mức lương hưu của những người này có thể thấp hơn những người có thời gian đóng dài. Nếu tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là như nhau. Tuy nhiên, những trường hợp này trước đây không đủ điều kiện hưởng lương hưu, họ nhận bảo hiểm xã hội một lần nếu không lựa chọn tự nguyện đóng một lần cho thời gian còn thiếu này sẽ có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng